Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết cho rằng anh bị trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành hiểu nhầm khi đôi bên có va chạm sau trận đấu. Khi kết thúc trận đấu, Quan Văn Chuẩn và Bùi Hoàng Việt Anh có tranh luận với trọng tài. Tôi xuất hiện để can ngăn và cũng có tranh luận với trọng tài. Anh Nguyễn Lê Nguyên Thành có thể đã hiểu nhầm tôi. Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết bị phạt thẻ đỏ vì phản ứng với trọng tài khi trận đấu giữa câu lạc bộ Bình Định và Hà Nội FC kết thúc. Đội bóng thủ đô thua 1-3 và mất ngôi đầu bảng vào tay câu lạc bộ Thanh Hóa. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu gồm trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải, hai trợ lý là các ông Nguyễn Lê Nguyên Thành và ông Lê Xuân Hùng, trọng tài thứ tư là ông Lê Đức Thuận. Tiền đạo sinh năm 1991 nói thêm, sự việc đã xảy ra và tôi mong ban trọng tài thông cảm. Với tư cách là đội trưởng của Hà Nội FC, thực lòng tôi chỉ mong các cầu thủ trẻ như Văn Chuẩn hay Việt Anh không sa đà vào tranh cãi. Văn Quyết cho rằng mình bị hiểu nhầm. Tình huống được xem là nguồn cơn cho những tranh cãi sau trận đấu là pha bóng Quan Văn Chuẩn, Hà Nội FC phạm lỗi với Rafaelson câu lạc bộ Bình Định. Trọng tài Mạnh Hải gây tranh cãi khi xác định điểm phạm lỗi ở ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, trợ lý Nguyên Thành ở góc quan sát thuận lợi tư vấn kịp thời cho trọng tài thay đổi quyết định. Câu lạc bộ Bình Định được hưởng phạt đền và Rafaelson không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Văn Quyết có thể đối diện thêm án phạt nguội từ ban kỷ luật VFF nếu anh bị xác định có hành vi xâm phạm thân thể với trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành. Thậm chí, kể cả khi không tìm được bằng chứng Văn Quyết thúc cùi trỏ trọng tài Nguyên Thành, cầu thủ này vẫn có thể bị phạt nặng vì đã phản ứng quá mức cho phép với trọng tài khi trận đấu kết thúc.